Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh youtube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga. Chiều ngày 15 tháng 10, đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga do Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tháp tùng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga có Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Medikov Ivan Ivanovich, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Babakov Alexander Mikhailovich, lãnh đạo khối đảng chính trị Đảng Tự do Dân chủ Nga tại Duma Quốc gia, các chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia, bảy thứ trưởng và các bộ của Liên bang Nga. Chiều tối ngày 15 tháng 10, chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với chủ tịch duma quốc gia nga vyacheslav viktorovich volodin tại cuộc hội đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch duma quốc gia đây là sự kiện quan trọng góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc hội nói riêng và hai nước việt nam liên bang nga nói chung Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảm ơn lời mời đến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội, khẳng định Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được xây dựng và phát triển trên nền tảng vững chắc là quan hệ hữu nghị anh em suốt hơn 70 năm qua. Nhắc lại các chuyến thăm gần đây giữa hai bên, hai chủ tịch quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả thông qua tất cả các kênh, nhất là kênh đảng và nghị viện chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước nhân dân việt nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương đa dạng hóa quan hệ đối ngoại nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nga việt nam ủng hộ nga phát huy vai trò tích cực tại châu á thái bình dương đối với tiến trình và vấn đề khu vực Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN, đề nghị Nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nga đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu nông sản Việt Nam, phân đấu năm 2030, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thúc đẩy đàm phán, nâng cấp, sửa đổi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu, EA EU. Chủ tịch Duma Quốc gia đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội và cho rằng mối quan hệ thương mại đầu tư vẫn chưa tương xứng với quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác dầu khí, năng lượng, một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Việt Nam hoan nghênh Nga quan tâm đầu tư vào dự án năng lượng dầu khí tại Việt Nam, sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga đầu tư. Hai bên cũng nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, trong đó có việc sớm nối lại đường bay thẳng giữa hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả định hướng hoạt động đội ủy ban liên nghị viện cấp cao Việt Nga đề ra và tranh thủ các chương trình làm việc tiếp xúc trong khuôn khổ cơ chế này để đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hai bên cũng tăng cường đồn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định, dự án giữa chính phủ hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội đồng ý tới đây sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nhóm nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ để học tập chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp, tham vấn, ủng hộ nhau trên diễn đàn đa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chủ tịch duma quốc gia nga vyacheslav vytovich volodin sẽ tới chào tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước võ văn thường hội kiến thủ tướng phạm minh chính đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ